28 ngày liên tục làm video trên YouTube phải nói là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Và nếu như bạn đang có một cái công việc kinh doanh hoặc bạn đang muốn kiếm tiền trên Internet mà bạn chưa làm YouTube thì hãy xem hết video này. Mình tin rằng bạn sẽ có thêm những thông tin hết sức tuyệt vời để bạn có thể áp dụng cho công việc của mình. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng, founder của ETI Solution với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giúp các doanh nghiệp có khách hàng tiềm năng từ trên Internet thông qua website. Và không biết các bạn có cảm thấy giống như mình hay không? Bởi vì bản thân mình là một cái công ty công nghệ, nhưng mà trước đây á các bạn, mình không có tập trung, mình không có chú trọng vào YouTube, mình thờ ơ với YouTube, nên là những cái người mà họ làm cùng lĩnh vực của mình thì họ đã có được rất là nhiều khách hàng ở trên YouTube. Và đặc biệt là trong cái thời buổi Covid này nữa, mọi người luôn luôn ở nhà và mọi người luôn luôn mở YouTube ra để học cái này, học cái kia, xem về nấu ăn, xem về những cái kiến thức mà bình thường thì họ không có thể học được. Và trên YouTube thì hầu hết có tất cả mọi thứ mà họ đang muốn tìm. Thế thì mình mới phát hiện ra cái điều đó và mình đã quyết định mình thay đổi, là mình bắt đầu mình tập làm YouTube. Và nếu như các bạn đang có một cái công việc kinh doanh và các bạn đang ở trong cái trạng thái giống như mình, chưa có sử dụng YouTube cho cái công việc, chưa sử dụng YouTube để phát triển thương hiệu, chưa sử dụng YouTube để có thêm khách hàng tiềm năng trên Internet, thì hãy xem video này. Mình đã bắt đầu làm những video đầu tiên và sau 28 ngày thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì 28 ngày mình đã làm video liên tục và tạo thành một cái thói quen để phát triển cái kênh YouTube của mình. Và rất là vui nữa là trong quá trình 28 ngày mình làm video thì mình đã có khách hàng từ ở trên YouTube, nên là những cái checklist này là những cái trải nghiệm của mình và mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể từng bước làm những cái video đầu tiên. Thì khi mà mình làm video á thì không phải là làm một phát là làm được liền. Những ngày đầu tiên thì làm rất là khó. Cái đợt trước mình làm á thì ngày làm ngày nghỉ, ngày làm ngày nghỉ, nó không liên tục. Nhưng mà khi mà mình rút được ra cái kinh nghiệm á thì mình đã làm liên tục và được 28 ngày. Thì có 3 nội dung mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là đầu tiên thì chúng ta làm YouTube thì chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu. Cái thứ hai là chúng ta phải có chiến lược, và cái thứ ba là chúng ta phải có một những cái công cụ phù hợp. Thì cái mục tiêu của chúng ta cần có là gì? Khi mà mình làm ra YouTube á thì mình đã tự hỏi rằng là cái lợi ích của YouTube nó mang lại là gì, và nếu như mà chúng ta không làm YouTube thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ thua thiệt gì so với những bạn bè trong nghề và đối thủ. Thì khi mà mình trả lời được cái điều đó thì tự nhiên mình có động lực rất là ghê gớm để quyết tâm làm YouTube. Và trước đây thì mình nghĩ làm YouTube thì nó rất là khó. Tuy nhiên khi mình nghĩ khó là mình không có làm luôn, và mình đã đổi lại cái suy nghĩ đó và mình tin tưởng rằng là làm YouTube là rất là dễ và nó không khó. Chỉ cần lấy điện thoại ra chúng ta quay rồi chúng ta đưa lên trên YouTube là được. Đó, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là chúng ta làm YouTube rất là đơn giản, và cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hành động thôi. Cái điều tiếp theo là khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta mong muốn, chúng ta đặt cái mục tiêu là những cái giá trị gì mà chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng tiềm năng của chúng ta ở trên YouTube. Đó, thay vì chúng ta sẽ tư vấn một một hoặc là tư vấn tại hội trường và có khách hàng ở đó thì chúng ta mới tư vấn cho khách hàng họ hiểu về những cái kinh nghiệm để lựa chọn sản phẩm, cái kinh nghiệm để áp dụng cái sản phẩm của chúng ta vào trong cái công việc của họ để giải quyết những cái khó khăn mà họ đang gặp phải ở ngoài cuộc sống. Thì bây giờ đơn giản là chúng ta chỉ cần chia sẻ lại thông qua một cái màn hình, thông qua một cái camera mà chúng ta đưa lên trên YouTube, và rất là nhiều người họ có thể nhờ những cái nội dung mà bạn chia sẻ thì họ biết ơn bạn rất là nhiều, bởi vì họ đã giải quyết được những cái công việc của họ trong cuộc sống. Mình nghe được một cái câu rất là hay, có nghĩa là cho là nhận, và những cái gì cho đi là nó còn mãi. Thay vì chúng ta tư vấn, chúng ta là một bậc thầy trong cái ngành nghề của mình, chúng ta tư vấn để giải quyết một một thì nó lại rất là ít. Và trong cái thời buổi công nghệ như ngày hôm nay á thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ, sử dụng Facebook, sử dụng YouTube để chúng ta làm một lần thôi, và rất là nhiều người họ có thể nghe đi nghe lại sau đó. Đó, thì chúng ta đặt ra cái mục tiêu là những cái giá trị mà cái kênh của chúng ta sẽ cung cấp được cho họ. Và khi mà mình làm YouTube với các bạn, mình đặt ra mục tiêu đó là sẽ có 100 người đăng ký kênh đầu tiên sau 28 ngày. Thì lúc này mình có một cái thước đo là mình phải làm sao đó để có 100 người đăng ký sau 28 ngày. Thì tự nhiên mỗi ngày như vậy á, mình lại có thêm rất là nhiều động lực
Và mình sẽ cho các bạn xem cái này. Đó, đây là kênh YouTube của mình. Rất là nhiều video ở trên này chia sẻ về những cái kiến thức về marketing online. Và đây là cái danh sách video. Và các bạn thấy ngày nè, mình làm hàng ngày luôn các bạn. 28 ngày liên tục nè, các bạn sẽ thấy mình làm rất là đều. Đó, mình làm rất là đều. Và nó dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen của mình luôn rồi. Ok, như vậy là chúng ta đặt ra cái mục tiêu đủ lớn. Khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta được cái gì? Nếu như chúng ta không làm thì chúng ta sẽ thua thiệt gì so với lại những cái đối thủ của chúng ta? Ok, sau khi mà có mục tiêu rồi thì chúng ta cần phải đi qua một cái phần rất là quan trọng, đó là chiến lược. Thì khi mà mình làm YouTube á, thì không phải là chúng ta nói là chúng ta có thể làm, nhưng mà cái cách mà chúng ta làm mạnh mẽ hơn đó là mình đã đăng một cái bài tuyên bố phải hoàn thành 28 ngày liên tục ở trên YouTube. Và bạn bè mình vào đó xem rất là đông các bạn. Mình đăng là tôi phải hoàn thành 28 ngày liên tục làm YouTube. Và rất là nhiều người họ vào và họ cổ vũ mình. Và mình nghĩ rằng mình đã thông báo cho mọi người là mình sẽ làm YouTube 28 ngày liên tục. Và nếu như mình không hoàn thành thì rất là nhục lắm. Nên là bằng mọi giá là phải hoàn thành cái 28 ngày làm YouTube. Và để mà có ai hỏi đi nữa thì mình tự tin rằng tôi đã làm xong rồi. Và hôm nay chính là ngày 28 mà mình đã làm xong cái điều đó. Nên là các bạn hãy thử áp dụng luôn. Đăng lên trên Facebook đi, đăng lên trên Zalo để bạn bè các bạn thấy là các bạn đang quyết tâm hoàn thành 28 ngày làm YouTube. Thì đỡ là khi mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ không bị nhục. Mà nếu mà không làm được thì nhục lắm. Ok, tiếp theo là nên tham gia cùng với một cái đội nhóm nào đó. Chúng ta làm một mình thì nhiều khi rất là nản, nên hãy tìm cho mình những người bạn. Và những người bạn này cũng cùng mục tiêu là làm YouTube. Và mỗi ngày như vậy là lên họp, lên chia sẻ những cái kinh nghiệm, đặt mục tiêu là hôm nay làm về cái gì. Và có đội nhóm thì sẽ thúc đẩy bạn làm rất là nhiều. Và sẽ giúp bạn thành công cao hơn nếu như mà bạn tự làm một mình. Và hãy tìm cho mình một đội nhóm nha. Và khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta phải hiểu về YouTube. Do đó nếu như các bạn chưa có biết gì về YouTube thì hãy xem những cái video trên kênh của mình. Và các bạn hoàn toàn có thể lên Google để đào sâu về YouTube, những cái kiến thức về YouTube, những cái kiến thức để làm video, những kiến thức để truyền tải thông tin. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu hơn về YouTube và các bạn sẽ làm một cách dễ dàng hơn, sẽ chơi đúng luật chơi của YouTube và có những cái tip để có được nhiều lượt theo dõi ở trên YouTube. Ngoài ra thì các bạn nên lên trước một cái danh sách kế hoạch những cái tiêu đề mà chúng ta cần làm trong 28 ngày. Thì như vậy á là mỗi ngày các bạn đã có được những cái kế hoạch cho từng ngày rồi, thì chúng ta sẽ không bị cạn ý tưởng nữa. Ok, phải đặt lịch thông báo nhắc nhở. Các bạn có thể sử dụng điện thoại để đặt một cái chuông và nó lặp lại mỗi ngày là nhắc chúng ta làm YouTube. Đó, hoặc là các bạn có thể đặt thông báo ở trên Zalo cũng được để nhắc nhở chúng ta làm YouTube. Và chúng ta sẽ phải sắp xếp để tránh những cái việc khác nó làm ảnh hưởng đi cái việc làm YouTube của mình. Và các bạn nên tự phạt tiền nếu mà bỏ quên một ngày không làm YouTube. Phạt tiền 10.000 cũng được. Nếu các bạn đang là bậc phụ huynh và có con cái á, thì phạt tiền bằng cách là lấy tiền đó mua đồ ăn cho con hay là cái gì đó cũng rất là hay. Và khi mà chúng ta làm YouTube thì hãy chia sẻ cái nội dung video của bạn lên trên mạng xã hội như là trên Facebook, trên Zalo để mọi người có thể xem video của bạn, cho bạn những lời khuyên, những lời góp ý hoặc là chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta thấy video làm, mình làm thì có người coi, thì có những người họ vào họ cảm ơn mình, thì mình lại có thêm động lực để mình hoàn thành trong 28 ngày. Đó. Và khi mà làm YouTube thì những cái công cụ mà chúng ta cần có là gì? Nãy giờ mình quên chia sẻ cho bạn một cái danh sách. Đây, mình lên sẵn cái danh sách tiêu đề nè các bạn. Và mình checklist hàng ngày luôn. Đó, 28 ngày liên tục, nó rất là tuyệt vời. Các bạn cũng nên tạo cho mình một cái file giống như thế này. Rồi, ok nha. Và cái công cụ mà chúng ta cần phải có để làm YouTube thành công, đó là các bạn nên có một cái bảng theo dõi quá trình làm việc làm YouTube, giống như mình mở cho các bạn xem nè. Máy tính hay điện thoại, cái nào cũng được. Bạn có máy tính cũng được, bạn có điện thoại cũng được. Thậm chí sử dụng điện thoại đôi khi nó lại tốt hơn máy tính. Bạn hãy sử dụng điện thoại và hãy lấy ra quay
đó, tập quay góc này góc kia làm sao cho cảm thấy nó đẹp là ok. Và các bạn có thể cài cái phần mềm quay phim màn hình giống như mình nè, những cái phần mềm để chỉnh sửa video ở trên điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta sẽ biên tập được video của mình. Các bạn có thể sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là phông xanh nè, ví dụ như là đèn nè, ví dụ như là micro nè, để chúng ta có thể thu âm nó được rõ hơn, hay là quay phim mình thì nó được rõ về ánh sáng hơn. Đối với lại những cái ảnh thumbnail, có nghĩa là những cái ảnh thu nhỏ của YouTube á, ảnh bìa này nọ, và những cái ấn phẩm về đồ họa, thì các bạn có thể sử dụng Canva để các bạn dễ dàng thiết kế. Ngoài ra nữa, để chúng ta phát triển được YouTube á, thì các bạn có thể cài một cái công cụ gọi là VidIQ để chúng ta có thể theo dõi cái từ khóa nè, theo dõi về cái checklist của video, là những cái điều nào mà chúng ta chưa làm hoàn thành nhớ lại cái video đó, thì VidIQ nó sẽ thông báo cho chúng ta đó. Như vậy là đây là những cái kinh nghiệm mà mình góp nhặt lại, mình chia sẻ cho bạn để bạn có thể hoàn thành cái kênh YouTube của mình. Và nếu như bạn cảm thấy video này có ý nghĩa, có giá trị với bạn, thì hãy cho mình một like, một cái bình luận. Nếu như bạn có câu hỏi thì hãy để lại bình luận. Và bạn hãy bấm nút đăng ký kênh để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của mình. Hãy chúc mừng cho mình nhé. Mình đã hoàn thành 28 ngày video liên tục rồi. Và sắp tới mình sẽ mỗi ngày liên tục ra video để cho các bạn có thể xem, để chúng biết đâu là chúng ta có thể học hỏi nhau về những cái gì đó, những cái kiến thức ở trong cuộc sống. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video